toàn nhân loại đang sống trong một giai đoạn đầy biến động. Kinh tế toàn cầu suy thoái, chiến tranh Nga-Ukraine không thấy hồi kết. Thiên tai khắp nơi, người tử vong nhiều vô kể. Cựu Tổng thống Trump, người được đặt rất nhiều kỳ vọng có thể tái đắc cử để cứu lấy Hoa Kỳ và thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự. Dân biểu Kevin McCarthy vừa bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Chính trường thế giới từ Âu sang Á đều đang rất hỗn loạn. Hết thảy đều không ổn định. Lúc này tiêu chuẩn đạo đức con người cũng đang dao động, thậm chí là trượt dốc, khiến tai họa nối tiếp nhau xuất hiện không ngừng. Thế gian biến động, cách sinh tồn thời loạn thế. Giáo sư Trương Thiên Lượng, nhà sử học kiêm nhà phê bình phân tích chính trị nổi tiếng từng cho biết, nhân loại hiện đang sống trong một thời kỳ vô cùng đặc thù. Khái niệm này trong tiếng Anh gọi là vùng chạn vạn, tức là giao giới giữa âm và dương, gần giống với khái niệm thân trung ấm trong tạng truyền Phật giáo. Trong trạng thái này, mọi thứ đều không ổn định, việc gì cũng có thể dao động. Rất nhiều quy tắc như các định luật vật lý tại một số nơi sẽ không còn tác dụng nữa. Đây chính là thời kỳ quá độ vô cùng kỳ lạ. Sau khi qua giai đoạn này, thế giới sẽ bước sang một trạng thái hoàn toàn khác. Chúng ta thấy xã hội từ xưa đến nay dù nghèo đến đâu thì vẫn có một số người có cuộc sống tương đối tốt. Người xưa có câu người tính không bằng trời tính, cũng có thể nói là mệnh trời khó cải. Đa số chúng ta đều biết câu này nhưng có thể khó thực hiện. Bởi vì có một vấn đề, đó là nếu hết thảy đều được định trước, vậy thì người ta có cần nỗ lực hay không? Khi có một thứ gì đó đặt trước mặt của một người, họ biết rằng họ sẽ có được điều ấy nếu làm việc chăm chỉ. Do đó họ sẽ không phải nằm dài há miệng chờ sung, họ nhất định sẽ nỗ lực. Bởi vì họ đặt tầm nhìn của mình vào lợi ích trên thế gian. Nhưng nếu họ biết rằng có tồn tại thiên đường và địa ngục, thì vấn đề sẽ được xét ở một khía cạnh khác. Bởi vì một người có hạnh phúc đến đâu cũng không hạnh phúc như ở trên thiên đường. Và dù thống khổ đến đâu cũng không thống khổ bằng ở địa ngục. Vậy làm sao để có thể lên thiên đường? Điều kiện cần chính là lương thiện. Hai từ lương thiện nói thì dễ, nhưng đứng trước tình huống cụ thể thì làm rất khó. Đặc biệt là khi đối diện với lợi ích trong xã hội hiện nay. Để chọn lựa lương thiện thì con người phải trải qua một quá trình đấu tranh tự thân vô cùng gian khổ. Trên đời không có tay bay vạ gió. Vào cuối thời Minh, thiên tai liên miên khắp nơi, thổ phỉ hoành hành, bách tính phải gánh chịu trăm nỗi thống khổ. Sử sách có ghi chép về tình cảnh vùng đất Trù Phú Tứ Xuyên sau khi bị thổ phỉ xâm phạm như sau. Xương trắng chất như đồi, ruộng đồng hoang vắng, ngàn dặm tuyệt, không thấy khói bếp, hiếm thấy bóng người. Kỷ Hiểu Lam, một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, đã ghi lại một đoạn đối thoại sâu sắc trong Kỷ Văn, Đạt Công, Bút Ký Trích Yếu, cho thấy nguyên nhân và hậu quả của tai họa được nói đến phía trên. Rằng ông cố của Kỷ Hiểu Lam là Nhuận Sinh Công ở Tương Dương, đã từng gặp một tăng nhân. Trước khi xuất gia, vị này từng là thuộc hạ của thủ lĩnh thổ phỉ Huệ Đăng vào cuối thời nhà Minh. Vị tăng nhân nói rằng, theo Bần Tăng, loại kiếp số này hoàn toàn do con người gây ra. Thiên thượng không bao giờ giáng tai họa xuống con người một cách vô duyên vô cớ. Những năm cuối nhà Minh, tình trạng cướp bóc, giết chóc, gian dâm thê thảm. Cho dù vụ Hoàng Sào tạo phản vào cuối triều Đường gây đổ máu 30.000 dặm ghê gớm đến đâu cũng còn kém xa. Tìm hiểu về nguyên nhân nghiệp quả, từ giữa thời nhà Minh, các quan lại đều tham lam bạo ngược, thân sĩ hoành hành độc đoán. Bầu không khí trong dân gian cũng trở nên gian ác xảo trá, xấu xa lừa lọc, không từ việc xấu nào. Vì thế với tầng thấp chốn nhân gian mà nói, thì trong tâm lão bách tính đã chất chứa oán hận ngút trời, còn với thượng giới mà nói cũng đã khơi dậy cơn thịnh nộ của chư thần. Oán khí tích tụ hơn 100 năm, một khi đã phun trào thì ai có thể cản được đây? Tăng nhân tiếp tục nói, dựa trên những gì Bần Tăng đã thấy và đã nghe, những người phải chịu tai họa thảm hại nhất trong thời kỳ hỗn loạn thường là những người xấu xa nhất. Đây có thể gọi là kiếp số không? Tôi nhớ khi mình ở trong đám cướp, một lần bọn cướp bắt được con em của một viên quan. Chúng bắt người này quỳ trước doanh trướng rồi ôm ấp thê thiếp của người đó, uống rượu mua vui rồi hỏi, người dám tức giận sao? Anh ta quỳ xuống run rẩy nói, tôi không dám. Bọn cướp lại hỏi anh ta, ngươi có nguyện ý hầu hạ chúng ta không? Hắn nhanh chóng đáp,
Có. Vậy là bọn cướp cởi trói cho hắn, để hắn ở bên cạnh rót rượu phục dịch. Cảnh tượng này khiến không ít người đứng xem phải thở dài ngao ngán. Khi đó một cụ già bị bắt đã nói: "Hôm nay tôi mới biết được nhân quả báo ứng rõ ràng quá như thế này." Thì ra dòng họ tên quan này, từ đời ông nội hắn trở đi, rất hay chọc ghẹo và giở trò với vợ của nô bộc trong phủ. Người nô bộc nào mà biểu hiện ra có một chút bất mãn thì nhất định sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, rồi bị trói vào gốc cây và để anh ta nhìn thê tử của mình bị người chủ ôm ấp bẩn cực. Nghe vị tăng nhân nói những lời này, một tên cường hào đang ngồi ở đó bất bình lên tiếng: "Trên đời cá lớn nuốt cá bé, chim săn mồi ăn chim yếu. Tại sao thần lại không nổi giận, mà chỉ duy có con người làm việc ác thì thần lại nổi giận chứ?" Nhà sư nghiêm nghị đáp: "Chim và cá là cầm thú, lẽ nào con người cũng giống cầm thú sao? Trong lục đạo là có thể chuyển sinh qua lại, nhưng một khi mang thân người mà không nói đạo lý, hành xử ngang ngược thì chính là có tội." Tên cường hào kia không nói nên lời, tức giận bỏ đi. Hôm sau, tên cường hào kia kéo một nhóm huynh đệ đến chùa muốn làm bẻ mặt tăng nhân. Nhưng không ngờ trong chùa từ sớm đã không có ai, chỉ thấy trên tường có viết đúng 20 chữ: "Ngươi không cần nói, ta cũng không phải nói. Dưới lầu không có bóng người, trên lầu chỉ có trăng." Sau này tên cường hào đã lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, không con cháu nối dõi. Quả đúng là dưới lầu không có bóng người, trên lầu chỉ có trăng. Trồng dưa thì được dưa, gieo đậu thì được đậu. Đây chính là quy luật của tự nhiên. Xét cho cùng, sự băng hoại của đạo đức của con người chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai ương. Vậy nên, nhìn thấu nguyên nhân của các tai họa thì chúng ta sẽ dễ tìm ra cách để tránh. Theo thuyết vô thần, việc thắp hương, niệm Phật và tỏ lòng thành kính với chư thần và chư Phật là phong kiến mê tín. Nhưng thực tế thì đó lại chính là biểu hiện của nhân tâm hướng thiện, đạo đức thăng hoa, chính là cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Tai họa vốn là do đạo đức của con người bị băng hoại gây ra, là có tính nhắm thẳng. Nếu con người nhận ra sai lầm, nguyện ý cải tà quy chính, thành tâm sớm cuối, kính trời kính thần, tuân theo chỉ dẫn của thần mà làm người tốt, thì tai họa tức sẽ tự tan biến. Như giáo sư Chương Thiên Lượng từng nói, thế giới đang trong thời biến loạn, nếu chúng ta không quá xem trọng vào lợi ích thế gian mà đặt tư tưởng của mình ở một góc độ khác, biết được sự tồn tại của thiên đường và địa ngục, lúc đó chúng ta mới có thể càng thêm lương thiện. Làm được như vậy chính là đang tích lũy phúc đức cho tương lai của mình. Đó cũng chính là lá bùa bình an khi đối mặt với các biến động trong tương lai.